もう全然今日はごちそうさまでした。いえいえいえ、大丈夫ですよ。皆さん、今ズン先生がごちそうさまでしたって言いましたね。今日はごちそうするとおごるという言葉について一緒に勉強しましょう。はい、一緒に勉強しましょう。よろしくお願いします。はい、xin chào các bạn có thường được người khác mời đi ăn một cái gì đó không ạ? Trong tiếng Việt chúng ta có các từ như là chiêu đãi này, khao này, bao. Thì trong tiếng Nhật cũng có các từ tương ứng, đó là ごちそうする và おごる. Và thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thật là thành thạo và nhuần nhuyễn hai từ này. Động từ thứ nhất là ごちそうする. Chúng ta sẽ cùng nhau đặt ba câu nhé. Câu thứ nhất: các bạn ơi, sáng nay thầy bác chiêu đãi mình phở đấy. Chúng ta sẽ có là kesa bác sen se ga phở ごちそう shite kuremashita. Ở đây người chiêu đãi là thầy bác, thì sau bác sen se sẽ là trợ từ ga. Và ở cuối câu chúng ta có động từ kuremashita đi cùng với động từ ごちそうする. Chúng ta sẽ có câu kesa bác sen se ga phở ごちそう shite kuremashita. Các bạn ơi, hôm qua thầy Dũng chiêu đãi mình trà đá đấy. Chúng ta sẽ nói như nào nhỉ? Kino Dũng sen se ni chimetai o cha o ごちそう shite moraimashita. Ở đây người chiêu đãi là thầy Dũng đúng không ạ? Thì sau Dũng sen se sẽ là trợ từ ni và đi cùng với động từ ở cuối câu là động từ moraimashita. Nó sẽ đi cùng với ごちそう shiru. Kino Dũng sen se ni chimetai o cha o ごちそう shite moraimashita. Câu thứ ba đó là hôm qua cô Thanh chiêu đãi mình thịt nướng đấy. Thì chúng ta sẽ nói là 昨日 Thanh sen se ni yakiniku o ごちそう ni natta. Ở đây nếu mà dùng ごちそう ni natta thì sau người chiêu đãi sẽ là trợ từ ni hoặc là kara. Chúng ta cũng có thể nói là 昨日 Thanh sen se kara yakiniku o ごちそう ni narimashita. Động từ thứ hai đó là oguru. Trong tiếng Việt nó nghĩa là khao hoặc là bao. Và chúng ta sẽ cùng nhau đặt ba câu giống với ba ví dụ ở trên mà mình vừa đặt, chỉ là thay động từ oguru vào thôi nhé. Thứ nhất, kesa bác sensei ga phở o ogotte kuremashita. Câu thứ hai, kino Dũng sensei ni chimetai o cha o ogotte moraimashita. Câu thứ ba rất là đặc biệt, minasan nihongo no mori ni kitara minasan ni biru o ogorimasu yo. Các bạn thấy thế nào ạ? Có dễ hiểu không? Các bạn hãy nhớ đem ra sử dụng thật là nhiều nhé. Và mình là Phương, hiện đang là giáo viên tại trung tâm tiếng Nhật Nihongo no Mori. Hẹn gặp lại các bạn tại đây nhé.